Xin chào tất cả các bạn. Chào bạn. Em thằng Khoa nè các bạn. Hôm nay làm cây cho nó các bạn ơi. Thì nó có cây mai sù mà. Nè. Sù này trồng ở trong cái chậu chậu xưa nữa mà. Bây giờ mình dự định mình chuyển giá cây này nè. Đó. Để mình dự định vô chậu đó các bạn. Cái để mình làm mình uống luôn ha các bạn xem. Đó, giờ qua giờ mình khiêng vô mình đưa lên chậu đó đi. Nhổ ra luôn chứ hả? Nhổ ra luôn. Nhổ ra. Để đây hả? Để vô trong cái nhà này vô trong. Mang mát đi. Cây nó lên dễ làm không chú? Hả? Hay là để dưới đất? Cây lên ô khai đẩy dưới. Cây lên luôn chứ. Cây phải không? Cây vô. Ông cái đó vô. Nó cũng ơi may lắm bạn. Nó trồng lũ khủ hết nè, nguyên vườn luôn á. Mới không hả bạn ơi? Nó trồng đâu nè, cây bữa làm đó bạn. Cây bữa làm thì cũng có số bạn nghi ngờ không biết là cái nhánh nó có bị chết không nè. Mà làm xong thì đem ra phơi nắng luôn nè bạn. Ha, bữa nay nó các bạn thấy nó đang lú lên nè. Ha. Chứng tỏ là cái nhánh này nhánh gãy nè bạn. Thì nè, các bạn thấy nó đâm ra nè. Ha. Đâm hết trơn rồi. Thì chứng tỏ là cái cành uống không bị hư nha các bạn. Nè. Bạn thấy nó đang đâm không? Đó. Phòng bộ những cái tay cành uống nó không có nào bị sao chứ các bạn. Ha. Đó. Không lành ha. Phơi nắng được rồi. Thì một số cây thì mới bứng về không nha các bạn. Ở vườn này mới làm thôi. Đó thì kìa, quả giấy bệnh kìa. Quả giấy á, bữa mình phá thấy luôn á. Các bạn coi mình có lẽ mình phá thấy cái giấy nó luôn các bạn. Để cho nó nhổ lên các bạn. Nhổ lên bỏ vô thử coi uống được cái này là nó ghép hết trơn nữa bạn. Hôm qua nó ghép cái mày ghép giống người Khoa. Cúc bi mà Bình Định đó bạn. Bây giờ để mình nó đang đứng nè. Các bạn thấy cái cây này thì nó đứng ha. Bây giờ mình đưa lên chậu đó để nằm xuống. Rồi mấy cành nhánh này có thể uống được các bạn. Để coi nếu được cái mình uống luôn ha. Rồi nhổ lên đi Khoa. Không được chặt bỏ luôn. Ừ, không được thì chặt bỏ luôn. Không được cưa. Thằng Khoa nó chịu chơi lắm bạn. Làm mà được thì được thì chặt bỏ luôn cũng được nữa. Ừ, chịu chơi luôn. Qua Tết nói chung thì anh em nhờ mình cũng nhiều lắm. Thì tiện đây mình cũng nói luôn á là một số anh em nhờ mình mà mình hứa hoài mà không đi được á. Thì các bạn thấy là không phải là cái gì các bạn. Chẳng qua là cái chỗ xa thì các bạn biết rồi, đi chỗ xa thì được lắm. Còn Khoa thì nó sát bên nhà bạn ơi, thành ra là không phải dị nghị gì đâu. Nó em út thì sát bên nhà thôi. Thành ra là mình làm cho nó hổng gầy cũng nhiều đó, các bạn thấy rồi đó. Còn mà đi xa thì các bạn mình cũng hứa hoài à. Thì các bạn thông cảm ha, để mình cố gắng đi. Bây giờ mình để cái cục này đó, nó càng cao càng tốt không Khoa? Dạ. Bây giờ mày đỡ ra, lấy cái lớp này bỏ nè. Lấy cái lớp vỏ đậu vô gì bỏ đi. Đừng để lớp vỏ đậu đó. Nghiêng qua. Nghiêng qua thông. Nghiêng qua bên. Thông mà nghiêng qua thông. Qua đây. Ờ đúng rồi. Tắn vào tay ra. Đó. Lấy cái vỏ đậu như vậy hết trơn. Xong rồi mình cơi cho nó càng cao càng tốt. Cái này nó trồng bằng cát không hả bạn? Cái cát này nó nói là nó lấy ở dưới đường mương gì đó hả? Dưới suối dạ, hả? Dạ suối. Là cát bồi đó bạn. Thường mình nói các bạn là cát phù sa đó. Anh em mà Bình Định người ta chuyên gia trồng cái này nè. Rồi thấy không? Cái cát phù sa thì trong đó nó có những cái hạt nè. Những cái hạt này là những cái hạt bụi, những cái hạt mà cái lớp mặt, cái lớp mùng rồi đó bạn, nó trôi nó dồn lại. Thì các bạn thấy thường là cái cát phù sa mình trồng rất là tốt là vậy nè bạn, thấy không? Đó, ở trong cái cát thì nó lẫn lộn những cái phù sa trong đó. Thành ra cây mai phát triển rất là tốt luôn á. Ha. Thì nếu mà mình không có cái cát này á, thì mình dùng cái cát xây dựng cũng được các bạn. Nhưng mà mình trộn với lại cái xe dừa đó. Ha. Thì trồng cũng rất là tốt. Đó, mà thấy mùi rễ quá trời luôn. Bây giờ mình kiếm cái gì mình lót với cái đá chậu miếng đá gì đó không Khoa. Cái đá chậu đó đó. Cái khi mà đưa lên cái chậu nè các bạn. Đó. Thì sai lầm rồi các bạn. Nó hơi nhỏ rồi. Vậy rồi.
đó, mới bắt pha nó chạy mua thêm cái nữa kìa, bự hơn các bạn. Bây giờ mình bỏ qua đó mới vừa đó ha, với lại nó mới đi lấy cát về nè, cát phù sa nè, mới trộn cát huyền thoại đó bạn, thấy thèm không? Này mình thấy mình thèm nó chứ, cái cây các bạn đó. Thấy không, con lành không, con lành người tạo hoa dạ đó. Có thấy con còn thèm qua nó trộn mà nãy giờ nó thèm, nó chảy nước miếng mà nè. Trong đây có phù sa đủ thứ ha, rồi trộn với dừa nó đó, nó có thêm mấy vô đậu nữa, vô đậu này cũng ít à, không nhiều đâu. Rồi ok, bây giờ mình lên bỏ vô đậu này các bạn. Cái mình trồng xong rồi mình uống cho bạn xem luôn ha. Đó. Rồi xin qua khoảng thời gian để tao chim cái các bạn. Bây giờ mình cái lỗ này đã bạn, lỗ thuốc nước này thường nó lớn nè, mà mình làm cái cát này đó vô, nếu mà mình không chim á là nó sẽ tụt xuống hết trơn các bạn. Này thì thường thì ai cũng biết làm á, nhưng tôi biết là cũng có bạn cũng sới nha. Đó, mình lót cái miếng lưới vậy nè, làm lấy đá mì các bạn, giải lên đó, cứ giải đá mì lên đèn lót ha, thì nó sẽ lòn lòn vô kẻ đá mì này, nó lót nó ra thôi. Tại vì mình để một lớp như vậy bạn, nhưng mà cái chậu mình nó mỏng quá rồi, cái đại đá này nó cũng hơi bự nữa nè, thì mình để ít thôi. Cái chất trồng của mình là bằng cát các bạn, thật ra mình cũng không sợ đâu, chủ yếu là cái chỗ lỗ thoát nước này thôi, cái bên đây miếng nó thôi là được ha. Đó, mai mốt các bạn cứ như vậy thôi. Cái đúng ra là mình thường thường cái chậu thì mình để một lớp đá chứ các bạn, nhưng mà chậu này chậu cạn khiêng qua đó để xuống luôn hay sao? Đúng đúng rồi, sau khi mình lên chậu rồi nè các bạn. Đó. Cái bộ đế thì nó cũng đẹp lắm bạn, nhưng mà mình dùng cái đất sét nè bạn, sét trộn với dừa với cát nè, đắp cho nó bít lại để cho nó ấm, để cho nó giữ ấm cái bộ rễ, để cho nó mình uống nhánh nó không có, nó không chết nhánh các bạn. Sau khi nó sống rồi sau này thì bộ đế này mình có thể mình cho nó lộ lên thêm miếng ha, lại mình đắp rong riêu lại nữa, rồi trước mắt mình phủ kín đi. Thì cái nhánh cái cây này á, thằng Khoa nó cũng đã ghép sẵn rồi bạn. Bây giờ mình giữ lại những cái bộ ghép này luôn nè. Ha, có cái mặt cắt này hơi xấu một tí nhưng mà cũng được các bạn. Ha. Thì ở chỗ đây các bạn thấy một đống nhánh luôn mà. Thì bây giờ á, cái quan trọng nhất là phải có một nhánh nó bay ra mà. Thì chắc lẽ mình lấy nhánh này. Tuy là nó không được đẹp lắm nhưng mà mình uống này sau này có thể xài được các bạn. Thứ hai nữa là mình dựng cái đỉnh lên bạn, các bạn thấy đây nó có hai nhánh này mà mình không xài được bạn ha. Cái nhánh này thì nó lại nó đơ quá, nó xỉu ở đây quá nè, thành ra bây giờ mình phải cắt bỏ nó bạn, cắt đây để mình lấy cái này lên đỉnh nè, nó lắc ha, nó tạo con lắc đây. Thì lên tới đây nữa bạn thấy không, lên tới đây thì mình lấy cái ngọn ở đây à, dựng ở đây luôn các bạn, không lấy cao nữa, mình cắt đây bỏ luôn ha, để mình lấy cái này để mình làm ngọn sau này. Thì nó sẽ qua mấy cái nhịp nó dót cái cây nữa, bạn thấy dưới đây lớn nè, lên đây lắc cái này, cắt nhịp này nữa thì hợp lý ha. Thứ hai nữa thì cái nhánh này các bạn, nhánh này bây giờ mình cũng không uống được, nó dài mà nó cao nữa, nó ốm, nó mình uống vô nó vô dây nó không có đẹp các bạn. Bây giờ mình cắt đây, mình lấy cái mầm này để mình uống thôi ha, tức là mình tạo lại từ cái mầm nó đã có sẵn, rồi mình tạo thêm thời gian nữa các bạn, nó mới đẹp được, chứ bây giờ mình uống ra thì không thể nào đẹp cây được đâu ha. Đúng ra là mình cắt bỏ hết làm lại đó bạn, nhưng mà mình thấy tận dụng được thôi, tận dụng luôn. Thêm một cái nhánh cuối này nữa bạn, thì mình có thể mình tạo ở đây một tán nữa ha. Tổng thể của cây thì các bạn thấy nó như vậy nè, nó dót lên đây ha, đỉnh nó sau này nó cao tầm cỡ tới đây nữa bạn là được rồi, với một nhánh này bay ra ha. Đó. Rồi ở dưới này nè bạn, dưới đây thì mình vô đất chỉ có tới đây thôi, vô cát chỉ tới đây thôi, mình không có vô đầy các bạn, mình chừa lại 5 phân ha, đây là 5 phân, nhưng mà sau khi mình lên hồ nữa nó còn lại 3 phân các bạn, còn lại 3 phân nước ha, 3 phân nước ở đây. Thì bên đây nè các bạn, mình sẽ phối đá, tức là cái mặt này các bạn thấy là cái mặt này là mặt vách đá nè, bên đây là mặt thác nước các bạn ha, đi xuống nước mình mong nước đây luôn, thì mình sẽ phối tiểu cảnh ở đây. Đó, thì cái tiểu cảnh này thì để sau này mình làm, mình quay clip sau bạn xem ha, còn trước mắt thì mình để mình vô dây đi, mình dưới đây mình cắt
mình làm y như cái ý nãy giờ mình nói với bạn đó, chia sẻ với bạn ha. Đó, giờ mình cắt bỏ như thế này bạn. À, mình phải cắt thôi chứ không có tiếc mà. Đó, đúng ra là cắt cùi luôn ạ. Nhưng mà cắt cùi thì mình thấy cái này nó cũng còn tận dụng được. Nhà để gì xài luôn ha. Đó. Nhánh thứ hai, nhánh thứ ba nè, các bạn thấy tới đây nè. Cái này là gọi là cắt giật đó các bạn. Ha, mình cắt giật lấy nhịp, chuyển nhịp nó bạn, thấy không? Thì nó sẽ ra. Này sau khi mình uống này ra các bạn thấy là cái dịnh dịnh đây các bạn. À, thấy nè, cái cò nó lên, nó lắc đây nhịp nè các bạn thấy không? Lắc nhịp tiếp tục lắc đây nhịp nữa thì cái này nó vót rất đẹp các bạn ha. Đó, cái nhịp này cũng bị cũng cắt cũng vót nè. Đó. Thì cái phương pháp cắt giật thường thường là vậy đó bạn. Hôm nọ trước á, mình có làm cái cây nào mà mình vô kẽm á, vô nhôm á, thì cũng có cái ông bạn ông nhắn tin đó. Ông nói là thời buổi này ông này vô kẽm hết trơn á. À, cái gì vô kẽm là gì? Ông nhắn cái câu là như vậy nè. Nhắn câu nghe nó cũng không hay lắm các bạn. Nhưng mà không sao. Thì nói chung mỗi người có một cái cách làm các bạn. Mình thì mình kết hợp vừa là vô dây, vừa là cắt giật. À, à, tùm lum thứ vô đây để mình có thể mình rút ngắn cái thời gian các bạn. Mình thường chia sẻ bằng rút ngắn cái thời gian. Năm nay mình 50 tuổi, năm mấy tuổi các bạn. Nếu mà mình làm mà cắt giật này nè. Cứ năm mà cắt giật lần các bạn. Khoảng 10 năm, mười mấy năm nó mới ra cây. Thì không biết có thưởng thức được không các bạn ha. Thành ra là Khoa cũng vậy nữa. Nó nói với mình là Khoa nó nói là nó cũng sợ chết lắm. Đâu có biết. Đâu tối ngủ cái sáng mà chết queo không biết ngắm được không. Thành ra kêu mình nó là làm nhanh nhanh đi ha. Quan trọng á, ở đây là mình chia sẻ các bạn là cái cách mà mình làm á, vừa nhanh, gọn, lẹ mà nhìn được các bạn. Nhìn không đến nỗi mà nó xấu quá đâu. Mình không nói đẹp nhưng mà mình anh em thì cũng có nhắn tin mình hoài à, nói là mình làm như vậy là coi được các bạn. Cũng được, thành ra là cái cách làm của mình thì cũng nói chung thì anh em cũng ủng hộ các bạn. Thành ra thôi thì mình làm vậy đi ha. Chứ ở mà giật giật kiểu này nè. Lâu lắm bạn ơi ha. Rồi. Nói hoài thôi để làm đi. Các bạn thấy mình vô dây uống được nhiêu mà các bạn. Đó, chủ yếu là cái cành ba này nè. Nhưng mà mình thấy nó cũng không được hay lắm các bạn. Lý do là chỗ cái đây nè. Mình lắc nó lên mà lắc không được luôn. Nha. Nó sợi xuống quá nè. Thôi tạm đi. Bây giờ tiếp theo là cái còn lại cái phần ngọn các bạn. Với lại cái phần đằng sau nè. Cái cành đằng sau này thì các bạn thấy ở đây nó có hai cành. Cái cành này đẹp đó các bạn. Cái cành này thì nó có nhánh luôn nè. Nhưng con cái này các bạn thấy nó thấp quá không. Ví dụ mình uống xuống. Mình uống xuống là nó thấp đây đâu mà. Thành ra mình lấy cái cành này chứ không lấy cành này. Ha. Mình cắt cái này bỏ để mình cho cái này nó hơi cao lên tí. Thứ hai nữa mình lấy cái cành này luôn ạ. Cái cành này mình lợi dụng mình uống vòng ra đây nè ha, để mình lắp toàn bộ cái phần bên đây á, bên phía sau của cây, mặt hậu của cây các bạn, gọi là cái phong á, thì giống như là mình làm cành phong, nó thay vì có cành phong đây nè các bạn ha, hoặc cành phong trên đây nè mình uống ra. Nhưng mà mình ở đây nó có sẵn á, mình lợi dụng cái cành này cũng có thể được các bạn ha. Mình lạng nó đây, cái mình đưa ra đây đó, để cho nó lấp toàn bộ cái khoảng trống của cái mặt sau á, cái phong đó các bạn ha. Đó, còn cái cành này nè, hồi nữa mình hạ xuống mình lấp cái phần này đó. Giờ trước mắt cắt bỏ cành này đi ha. Cành này thì đúng ra là đẹp nè, nhưng mà thấp quá đó. Ha. Mình uống cành này xuống. À, mà cầm máy người ta đi Khoa. Xong rồi uống mà cái khâu uống là khâu quan trọng mà. Nè các bạn ha, mình uống thì đó, lắc theo cái chiều cọng dây đó bạn. Cái này thì mình chia sẻ bạn nhiều lắm rồi. Ha. Đó. Lắc nó ra. Lắc lượng nó ha. Đó. Thì các bạn thấy là cái cành này nè là nó ở trên cao bạn thấy không, nhưng mà khi mà mình uống nó xuống là nó còn thấp nữa nè. Mà nhờ được cái co này ha, hay ha, thì ở đây mình thả xuống luôn bạn, chất lượng nó đây luôn. Tạo cái kích tàn ở bên đằng sau lưng luôn các bạn.
vô ghê tạo mấy nhánh này luôn ha, để qua bên mặt tiền nó nhìn thấy cho nó sao ha, tạm được ha. Rồi hạ hạ này xuống luôn nè bạn, này thì mình cho nó hơi cao cao tí đi, nó nằm trên cái này nè bạn. Uống xây xây theo ha. Thành ra các bạn nói sao mà uống cái nhánh nó bị chết hoài, mang cái bẻ gạt ngang thì nó bị nứt cái cành đó bạn, nó sẽ làm cho nó hở cái mạch mà nó nuôi sống cái cây đó thì nó dễ chết. Cái dây này là cái dây nhôm mà mã đồng các bạn. Cái dây này đúng ra là cái dây mà để người ta dùng người ta quấn motor đó, chứ không phải là chuyên dùng cho quấn cái cây kiển các bạn. Nhưng mà hôm nay là hết rồi các bạn, hết dây nhôm đen nè, thành ra giúp cái dây này luôn. Dây này mắc tiền đó, mắc hơn cái dây nhôm đen mà mình uống thường các bạn. Khoa nó kỳ sang quá ha, được luôn. Đó, tạo tán nó ra. Cái cây này thì chắc lẽ mình cũng công việc quá bạn ơi, hứa anh em mới tè rồi mình uống xong cái này chắc ngày mai mình phải đi nữa à. Giao cho ông Khoa nó chăm sóc cho nó bén lên đi, cái mình mai mốt mình về mình làm cái tiểu cảnh, mình phối cái tiểu cảnh các bạn ha, phối cái tiểu cảnh ra là mình mới quay mình chia sẻ bạn xem. Lúc trước giờ cũng hứa các bạn làm cái tiểu cảnh cây mai này nè, cũng nhiều lắm mà hứa thì có hứa rồi. Hứa thì nhiều mà thất hứa cũng nhiều ha. Hứa thật nhiều, hứa thì cũng thật nhiều. Cái cuộc đời nó vậy, qua gọi là gì, cuộc đời nó phải đầy hứa hẹn mới được ha. À, nó độc đáo rồi đó, hứa còn hẹn nữa. Thiệt cực. Số anh em thì cũng trông chờ mình hoài luôn, nhưng mà biết sao mà ở gần thì mình cũng tranh thủ mình làm, chứ không phải là mà nói là mình chỉnh trẻ bạn ơi. Anh em ở đâu cũng vậy trơn á ha, mình thì lúc nào cũng muốn làm cho anh em trơn. Tắt cái nhạc, tắt cái nhạc em. Chứ không có, chứ không phải là chậm trễ bạn, chẳng qua là đi xa thì các bạn thấy là nó cũng cực lắm. Của mình thì không phải mà gì mà cái gì đâu bạn, lúc nào muốn làm chứ lao động là chính quán bạn ơi ha. À, thành ra là làm là mình vô tư thôi.
không có ngày mà nắng mưa hay là cực khổ gì làm láng hết trơn á ha. Mình không có phải như là ta đây đâu bạn ha, các bạn vui mà không ta đây đâu, ở đâu cũng là anh em hết trơn, không có phải mà nở cái này cái gì chứ. Thích nhất là làm các bạn, thích nhất là làm ra cái những cái sản phẩm mà cho anh em chơi cho nó đã. Không cần thiết mà phải mà cầu kỳ gì chứ. Đây là cái phong nó nè các bạn ha, mình lắc lượng ra cái lắc lượng nó cái đi chứ để nó đơ quá ha. Nhiều khi là mình làm á cũng có bạn góp ý với mình, nó đơ cũng có cái bị đơ mà nhiều khi cũng làm biến bắt với lại mình lắc quá cái cây nó cũng chậm phát triển mà ha. Đó. Ra nó cũng tùy nữa, lại nó cũng tùy hứng nữa mà, khi hứng lắc cho cố mà, khi cái không hứng cái lắc sần sườn. Cũng may mà cũng có hứng nữa trời, độc đáo thiệt ạ. Đó các bạn thấy mình vô cái cọng dây qua thế nào, mình lắc qua như vậy thì cái cọng kẽm nó sẽ xoay đi theo cái cây các bạn ha. Các bạn thấy như là cái cọng dây nhôm với lại cái cây nó bằng nhau đúng không ạ, nhưng mà mình xoay nè, các bạn thấy nè, lắc nè đó, thì cái dây nhôm nó sẽ đi đi theo cái cây ha, là ok. Các bạn đừng có uống cái cây mà nó đi theo cái dây nhôm mà thua các bạn ha. Vậy đó, cái này mình cái cách mà uống này mình chia sẻ quá nhiều rồi, thành ra mình có khi là mình lâu lâu cũng nhắc lại thôi. Nhưng khi các bạn xem mà có con như nói hoài thì cũng nghe nó cũng chán ha, lâu cũng nhắc lại thôi. Xây cho nó ha. Đó. Lắc lượng ha, hắn cao đến thấp. Đó. Thì nó sẽ tạo ra cái tán nó không có bị gọi là gập khuôn các bạn. Đó. Rồi còn phần ngọn, để mình qua đây mình nhìn cái mặt tiền nó cái coi. Đứng đây không thấy rõ mà à, vậy thì cũng được đó bạn, ok rồi đó. Làm được rồi đó. À, còn cái phần ngọn nữa thì cái phần ngọn nữa bạn qua đây quay là qua. Bạn thấy nó lên này ha, mình cắt cái đây rồi, cắt nhiệt nó lắc rồi thì bạn thấy cái nhánh này nè thì mình có thể mình đưa ngay chỗ đây đi, rồi trống này ha, các em đưa qua đây thì cái nhánh này muốn đưa đây thì đưa qua gì nó dễ mà, nhưng mà các bạn phải lắc nha, lắc cái này nó qua nè bạn ha, thì nó sẽ hay hơn, phải không ha, lắc qua đó thì đá ở đây là mình lấy ra nhánh ha, đó bạn thấy không đó, mình lắc cái này ra, mình tạo tán này ra thì mình đá trở lại các bạn, đá trở về đúng không, đá trở về thì các bạn thấy là cái nhánh này mình làm cái nhánh nè, nhưng mà cái mục đích của mình nó không có lấy cái này làm cái nhánh các bạn, mà mình lấy cái này làm nhánh, đá này lên làm ngọn. Thì bạn thấy nếu mà muốn vậy á thì mình sẽ xây nó một vòng mà nó nằm đây, bây giờ mình xây nó qua ha, mình xây theo cái chiều cái cọng dây nè, các bạn thấy không, xây chiều cọng dây luôn cái phần dưới đó các bạn đó, để chi để mình lắc cái này qua nữa các bạn, thì nó sẽ
đưa cái phần nhánh nó lên các bạn ha. Đó, mình phải xây nó lên đó, đưa nhánh nó qua đây thì mình sẽ lắc cái này lên các bạn ha. Đó, cái này ít chỉ ai lắm nha các bạn. Ít chỉ ai lắm nha khoa, cái này là chỉnh luôn rồi nè ha. Đó, thấy không, lắc lên xây nó qua ha, đồng thời đá cái này xuống. Đó, không lắc lượng nó trượt nó. Đó, không có gì làm khó đông chân ha. Đó, ngon ạ. Rồi ok, cái này nó dài quá nè các bạn ha, mình lắc nó co thôi, nó dài quá cũng hay lắm đâu ha. Tới đây đi. Rồi ok, nãy hôm qua nó nói rồi, nó nói này dài lắm sư phụ ơi, cắt ngắn ngắn thôi. Đó, ngon hả Hoa? Dạ. Đó, ok con, con gà tay ha. Đó, ui chà, tưởng đâu nó, tưởng đâu là nó xấu. Ai kìa, nó còn tệ hơn cái xấu nữa mọi người. Rồi ok đó các bạn, nó phải ngắm đi, ngắm nghĩa ha, ngắm nghĩa rồi giúp thêm ý rồi cho mình thôi. Đó, mình dựng cái này lên nó mới dốt cái cây các bạn. Chơi mấy cái môn này ngủ có được các bạn ơi, toàn là nó nhớ nó không nhớ là sáng nay đang chơi là ngắm nghĩa mấy bạn ơi. Bạn nguyên sao chứ pha nó gì dữ lắm quyền. Tôi ngủ đêm cũng 5 tiếng đồng hồ cũng vô thức vào mai không? Gì còn hơn là... Kè nữa. Kè nữa. Đó, thằng Kiền tới nữa rồi đó. Đây nè các bạn, đây cũng ông thằng Kiền nè. Ngang với tôi ngủ đêm 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Ông tôi sáng đang dòm ba cái mai. Tháo khẩu trang rồi, tao biết cái ông một ông Kiền tới. Chào các bạn. Ồ, chào các bạn nữa hả? Ai bạn của mày là tên là mình tên là Thâm Bonsai. Không bonsai. Nếu mình dùng bonsai bự chà bá luôn rồi. Con này đó đây. Rồi, vậy là về cho vui các bạn ơi. Là gì có cho cái thằng Kiền nó lại nó ngắm nó đánh giá chứ à. Nó đi từ nãy giờ luôn á. Cố tình nó đi để nó quanh lại nó xem nó mới đã cái nơi là cái từ cái cây mà xấu quắc bây giờ nó còn xấu tệ. Chết luôn rồi. Rồi. Chưa. Đi cấp thò mò luôn phải không? Chết nữa. Chết được. Là bữa nay là tao làm là hết bài luôn rồi đó. Không còn bài nào giống. Mấy bữa tính giấu rồi em chút không cần. Cần cuối để lựa. Tắt quạt cho mà nó không. Đó, cuối cùng thì hoàn chỉnh nữa các bạn. Nhưng mà cành nhánh thì nói chung là cũng tạm ổn thôi, chứ nó cũng không có dày lắm quá. Sau này thì mình có thể mình nó ra nhánh thì mình làm thêm cho nó dày. Đặc biệt là cái cành bay nữa các bạn. Cành bay này mình chưa ưng ý lắm ha. Thì tương lai mình sẽ làm thêm. Và trước mắt đó là mình để mình rảnh đi các bạn. Mấy ngày nay còn công việc nữa. Bắt đầu mình sẽ làm cái phối cảnh, cái tiểu cảnh này cho các bạn xem ha. Đó thì các bạn có thể xem góp ý thêm cho mình. À, từ một cái cây mà nó đứng các bạn, nằm trong cái chậu là chậu tròn ha. Đó, cái cây trực thì ý tưởng của mình là hạ nó xuống cho nó thành một cái cây bay nằm trên một cái mâm mỏng các bạn, để mình phối cái tiểu cảnh. À, thì sau khi mình làm xong đó, thì mình cảm thấy nó cũng được các bạn ha. À, các bạn có thể xem rồi có thể góp ý thêm cho mình đó. Rồi, mình xin dừng cái video tại đây ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh của mình ha, ủng hộ kênh mình ha. Rồi, xin chào.